Rất là nhiều anh em hỏi mình là mình dùng tripod gì. Thì hôm nay mình sẽ review chiếc tripod mình đang dùng cho anh em. Đây, mình đang dùng cái con tripod này. Đây là VKT3520 của hãng cái gì Phong Phang ấy. Và đây, mình đặt thêm con nữa là con mới luôn nhá. Anh em nhìn này, sạp này thì mình mua ở bên Lazada. Đấy, mức giá là khoảng 200 ngàn một chút. Và người nhận đây khoa ninh là mình này. Tiếp sản phẩm là chân máy tripod Wayfair VKT3520, khung nhôm cao cấp, có tai xích và túi màu đen. Rồi, mình sẽ giặt ra luôn. Đây là một con tripod mà cá nhân mình thấy là ngon nhất ở trên thị trường với những bạn nào gọi là mới bắt đầu câu chuyện là quay chụp. Giá của nó chỉ còn hơn 200 ngàn thôi, nhưng mà nó rất chắc chắn và ngon lành. Đây anh em, hộp của nó đây. Đấy, Wayfair này, VKT3520. Hộp thì không có gì nhiều để mà nói rồi. Mình sẽ bóc ra luôn. Con này thì mình thích dùng lắm. Từ lúc mình dùng đến giờ là mình chỉ có dùng nó thôi. Đó. Nhưng mà có vẻ là này cửa hàng này tặng cho mình một cái kẹp hơi lởm nhá. Cái kẹp cũ của mình này, lần trước mình mua ấy là được tặng cái kẹp này cơ. Đây, cái kẹp này thì nó xịn hơn. Lần này tặng cho mình cái kẹp này thì nhìn nó có vẻ là nó hơi bị lởm một tí. Nhưng thôi rồi, hy vọng là cái chân máy thì nó vẫn là đúng là cái chân này. Nào, tiếp tục đến với lại nhân vật chính. Thì chiếc tripod này thì có cái phần bọc ở ngoài này. Đây, đây, có vẻ đúng rồi đấy. Cầm nặng nặng tay là đúng rồi. Đây anh em, VKT3520. Đó. Đây, còn thấy không, 200 mấy chục ngàn ấy mà nó cực kỳ là vững chãi luôn. Đấy, chắc chắn nhá, nặng trịch luôn. Mình thích nó bởi vì là cái cơ chế sử dụng ấy. Chỗ này này, em nhìn nó quay chụp thao tác nó kia ấy, nó rất là chắc chắn và đầm tay, cầm rất là thích tay. Cái chiều cao tối đa mà cái chiếc tripod này có thể đạt được ấy là nó rơi vào đâu đó là khoảng tầm đây, nó rơi vào khoảng độ 1m4, 1m5 gì đó, khá là ổn. Và các khớp nối của nó ấy, anh em lại lần đây mà nhìn này, nó cực kỳ là chắc chắn luôn. Đây, mọi khớp nối nhá đều chắc thế. Ở đây, đây, mọi khớp nối đều cực kỳ là chắc chắn nhá. Cơ chế nọ kia của nó cực kỳ là ổn. Tặng có một cái phần móc ở đây để mà treo các cái đồ vật nặng nữa, như túi đồ, túi máy ảnh các thứ. Tay cầm thì ở đây có đây. Đây, mình sẽ so cái chiếc tripod này với lại một con tripod mức giá là khoảng độ 170 ngàn ở trên thị trường. Hôm đấy mình thấy cái con này, mình tưởng nó là cái mẫu này, mình mua và bị hớ nên là mình đã dùng nó làm chân đèn. Nhưng đây, anh em lại gần đây mà nhìn nhá. Đây này, anh em nhìn cái phần cấu trúc của chỗ mà đặt máy quay này, em thấy không? Đấy, em thấy là bên này làm nhìn rất là hời hợt, cơ chế nhìn nó rất là lỏng lẻo và yếu. Nhưng mà ở trên cái mẫu này thì được làm các khớp nối đây, phải gọi là cực kỳ là chắc chắn luôn. Em thấy là cái sự khác biệt nó là như nào. Phần khớp này, đây, mình cực kỳ là ưng cái phần khớp này. Bởi vì là nó lúc mình lắp lên ấy, không sợ là máy nó bị rung lắc gì cả. Như mình thì mình hay quay phim bằng điện thoại thì mình gắn nó vào như này. Đó, cảm giác nó rất là ổn và chỉnh góc nó kia rất là vững vàng, không sợ vấn đề gì cả. Và anh em đừng có mà tiếc tiền khi mà mua cái con này, có 250 thôi nhưng mà nó chắc chắn và nó bền ấy. Còn hồi trước ấy thì mình có tiết kiệm, mình có mua cái loại tripod này. Tripod này thì nó đâu đấy là khoảng độ 60-70 ngàn thôi, nhưng mà cái phần chân của nó cực kỳ lỏng lẻo. Đây này, thấy không, đó, nó tự động là bị hỏng sau một thời gian mình sử dụng. Cảm giác nó cực kỳ yếu và nó không chắc chắn đâu. Nói chung là những cái mẫu này thì gọi là anh em nào mà tiết kiệm lắm thì mình phải mua thôi. Hồi đầu mình cũng có mua mình dùng, nhưng mà sau mình thấy tệ quá thì đã đổi. Mình đổi thì may sao mình mua đúng vào cái mẫu này thì mình thấy rất là ưng. Đó, và em chú ý là mua những cái mẫu tripod ấy thì ta phải cẩn thận, bởi vì là sẽ có những cái mẫu thiết kế của nó. Đây, ví dụ như cái này, thiết kế của nó nhìn khá là giống luôn, nhưng mà sau một thời gian ngắn mình sử dụng thôi thì đây, nó đã bị gãy cái phần chân giữ này ra. Mình phải cố định tạm nó vào để làm cái chân đèn dùng tạm như thế. Cho nên là ta từng có tiếc tiền, nếu không là mua về xong không dùng được thì nó cũng sở đấy. À đấy, tí quên, con này nhá, nó cũng có một cái phần đây gần đây này. Con này nó cũng có một cái phần này gọi là gì mình không nhớ tên nữa, gọi là phần để mình xác định xem là cái chiếc tripod ấy có để thẳng không ấy. Đó, mình không nhớ tên là cái gì, hình như là một cái thước thủy lực thì phải. Đấy, nhìn chung đây là chiếc tripod có mức giá là 250 ngàn. Mình mua ở bên Lazada, à đó, 230 ngàn thôi, 230 ngàn. Em thấy là cái sự chắc chắn của nó phải gọi là cực kỳ là ngon. Nó chắc như là kể cả có đặt máy chiếu mà chiếu phim lên nó cũng rất là ok luôn. Đấy, hoàn toàn là không có lo bất kỳ vấn đề gì về cái sức chịu đựng của cái chiếc tripod này cả. Với nhu cầu phổ thông thì như này là quá ok rồi. Đó anh em ạ, đây là cái chiếc tripod mà mình cảm thấy nó
nó đáng tiền, nó đáng mua. Anh em mà mới tập tành gọi là quay chụp hay là như nào đó thì ta vẫn nên là đầu tư cái mẫu tripod này. Thì những cái vấn đề trong quá trình chúng ta sử dụng ấy, nó sẽ được hạn chế gần như là triệt để luôn, chắc chắn rồi là cứng cáp. Đấy, VKT 320, em nào quan tâm thì mình có để link của nó ở phần mô tả clip nha. Ok, thế thôi, bye bye.